Vâng, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đô Hàng Nhật các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một ít dàn mini các bác nhé. Dàn mini và cái dàn lại dàn ba đường tiếng này các bác này. Đấy. Và em lên cho các bác một ít đài nữa. Đấy, bác nào mà thích dàn trung hay dàn đại thì đợi em một hai hôm nữa em lên cho các bác nhé. Đấy. Các bác xem video thì cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin đăng ký kênh nhé. Mọi thông tin chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968 634298 các bác nhé. Đấy. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một dàn này là dàn Victor các bác nhé. Victor ba đường tiếng các bạn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây hình thức loa của nó đây. Thùng vách còn như mới luôn các bác nhé. Đấy, cục của nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Thùng vách cực kỳ đẹp. Đấy. Căng kiếc đủ này. Đấy. Em cho các bác nghe thử âm thanh của nó nhá. Chất âm của nó cực kỳ chất rồi các bác nhá. Đấy, dòng ba đường tiếng này đánh thì xuống lắm các bác. Dàn mini này bên em thì chỉ ba đường line no ít cho các bác thôi nhá. Đấy, về các bác thử cái CD này, đây cái này đọc cả DVD này, hai đĩa MD này. Đấy, về các bác thử nhá. Bên em thì chỉ bao đường aux line thử cho các bác thôi. Đấy, em giá bên em bán thì cũng chỉ bán với cái giá là thử line no ít thôi. Đấy. Shop khác người ta bán, người ta dọn hết rồi thì giá nó khác các bạn. Em thì hàng nguyên chất bãi về có sao em lên được các bác vậy thôi. Đây con này có cả hỗ trợ USB này. Đấy. USB này về các bác mua cái đầu USB Bluetooth ấy, các bác cắm vào là không cần cái jack chuyển iPhone đời mới bây giờ đâu. Đấy, cắm jack 3.5 vào đấy cũng được. Cực kỳ chất luôn. DVD này, con này đọc vào DVD đấy. Một dàn Victor ba đường tiếng, thùng vách còn quá đẹp luôn các bác nhá. Mã này là mã số đầu tiên. Mã số đầu tiên 482. Bác nào ưng thì em để dàn này với giá là 900k thôi các nhá. Đấy. Được, em sẽ giảm cho các bác 800k em này. 482 dàn này 800k các bác nhá. Đấy. Xả cho các bác đi, 800k đường dàn này thôi. Đấy, bác nào nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em chốt em này các bác nhá. Dàn ba đường tiếng này giờ 800k thì nó quá rẻ rồi. Đấy, các bác chờ em một tí, em này chưa có người bê nên là em phải tự quay tự bê các bác. Đấy. Tất cả mặt hàng bên em thì các bác chuyển khoản hết thì em bao ship cho các bác nữa nhá. Dàn này mà 800k thì các bác chuyển khoản hết em bao ship. Những cái dàn này rất là nặng và thùng rất là to. Đấy, nên là khi mà đóng hàng các bác chuyển khoản hết em bao ship nữa thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Đây, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một dàn này là dàn Victor. Victor này cũng cực kỳ đẹp các bác nhá. Đây Victor.
Victor này là Victor bình thường. Đây. Hình thức còn quá đẹp luôn các anh nhá. Đây. Đấy. Sống nhá các bác nhá. Đây, mình sẽ thử cho các bác này. Đây. Loa đây, hình thức loa đây. Các bác nhìn này. Quá đẹp luôn, đây là nguyên chất bãi nhá các bác nhá. Quá đẹp luôn đấy. Đây này chạy AUX. Đây bật nguồn này. Ơ chết rồi, nó vẫn nhầm. Ở đây like đây rồi. Dàn Victor cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Hình thức để loa liếc của nó thùng vách quá cứng cáp luôn. Đây. Bác nào lấy dàn này về thì nghe thì chấm hết luôn các bạn. Đây căng của nó đây. Đấy, một dàn Victor. Mã này là mã số 483. 700k em các bác nhá. Đấy. 700k giá này cực kỳ hợp lý luôn. Như mới luôn các bạn. Đây trên này có cassette về các bác thử nhá. Em thì bên em báo giá này chỉ là bao đường line aux cho các bác thôi. Về các bác thử CD hay cassette gì các bác thử sống thì các bác dùng nhá. Nếu không thì các bác dọn thì các bác dọn các dùng thôi. Đây em sẽ lên cho các bác một dàn này là hơi bị độc lạ một tí. Một màu trắng. Đấy, sống nhá các bạn nhá. Dàn này là dàn gì đây? Dàn này nó không, em thấy nó không có tên gì ghi ở đây. Chỉ biết ghi MG3 ở MP3 này, USB này, thẻ nhớ này. Cái này cục này có cả USB thẻ nhớ này các bạn này. CD ở trên này. Đấy, một tí em thử đi. Line xem nào. Đây. Đấy, ấn open vẫn xuống này. Đấy, ấn xuống vẫn đóng rồi con này. Đấy. Này nó hỗ trợ cả USB và nhớ. Dàn nhỏ nhỏ xinh xinh. Chất âm cũng cực kỳ chất các bác nhá. Dàn này dàn nhỏ thôi. Để các bác thích hợp với những phòng là nó bé thôi. Đấy, mã này là mã số 484 600k đấy một dàn.
Bác nào ưng đường mã nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634 298 các anh nhá. Đây tiếp theo sẽ lên cho các bác một dàn Sony này nữa đi. Sony này cũng cực kỳ đẹp. Đây. Đây. Một dàn Sony. Sony này. Đủ căng đủ kiếc này. Đây em. Lại chưa đấu dây hết. Đây lên nha các bạn nhá, thẳng vào đây. Đấy, chất loa thì cực kỳ chất luôn con này. Đấy, đẹp nha các bạn nhá, loa này gần riết còn đẹp hết này. Đấy. Chất âm của Sony này thì cực kỳ chất rồi các bác nhá. Những bát đánh của nó cực kỳ chắc luôn. Đấy. Dòng Sony âm thanh của nó từ xưa đến nay rồi các bạn. Cực kỳ đẳng cấp. Em này thì thùng vách còn quá đẹp luôn các bác nhá. Nó gần ghiếc cũng quá đẹp luôn. Còn CD các thứ thì về các bác thử nhá. Em chỉ bao line nó ít cho các bác thôi. Đấy. Mã này là mã số 485. Dàn này thì em để với giá là 750k. Đấy, để lại mượn đôi loa. Em sẽ lên cho các bác một cái cục lẻ các bác nhá. Đây, em để giữ lại cái đôi loa để em test cái cục lẻ cho các bác. Đây, em sẽ lên lẻ cho các bác một cái cục Kenwood này. Đây, Kenwood. Đây, tình trạng này cái cửa trên này nó bị tuột cái lẫy bên trong, về các bác thử nhá. Đấy. Em sẽ thử đôi loa, đánh đôi loa cho các bác thử luôn. Đấy. Nhiều bác cũng thích loa rời với lại cổ dàn rời. Nay em lẻ là một cái cục tài thì em lên cho các bác thôi. Em bán lẻ cùng trong anh ngay, em chỉ lấy đôi loa này là mã của mã trước em thử thôi. À, đây. Con này thì có lật mặt đấy các bác nhá, tí em chỉ xem cho các bác xem cái lật mặt đấy. Ờ AUX này. Cục vẫn sống các bác nhá, em này có lật mặt đấy. Đấy, lật mặt này, có ấn lên lật mặt này, đổi mặt này. Đấy,
đấy, cục vẫn sống nó coi nhá. Đấy em chỉ thử qua cục cho quát thôi. Đấy, mã này là mã số bốn tám sáu. Tình trạng cục này em để các bác giá 350k đấy, vẫn chạy bình thường các bác nhá. Đấy, em lẻ một cục em lên cho các bác thôi. Đấy, bây giờ em sẽ lên cho các bác vài ma đại cassette các nhá. Các bác ưng ma nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0968634298 các bác nhá. Đấy, các bác xem video cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. Tất cả mặt hàng bên em thì các bác phải cọc thì em mới đi đơn. Đấy, các bác chuyển khoản hết thì em bao ship. Còn nếu mà các bác cọc thì các bác chịu phí ship. Đấy. Đấy, đầu tiên em sẽ lên cho các bác một em Sony ba cục này nhá. Sony ba cục này màu cực kỳ đẹp này, hình thức còn quá ok luôn các bác nhá. Sony này là Sony CFS VK660 các bác nhá. Đấy. Ba cục này, dòng ba cục này cực kỳ chất luôn, có cổng line này. Đấy, anten này, nút niếc đầy đủ hết này. Đấy, tình trạng của nó là có một cái nút này hơi lún thôi. Đấy, về các bác xem nhá. Nó bị tuột cái lẫy thôi. Đấy. Cực kỳ mới luôn. Nó sẽ thử điện cho các bác em này. Một phát triển của toàn cầu nó bị ảnh hưởng, cũng như chúng ta có thể thiếu sắt, thiếu axit folic lâu ngày làm cho bệnh nhân bị thiếu máu. Với lượng nhiên khiên mà cái tốc độ mà phá hủy toàn cầu nó sẽ tăng lên ở những người bệnh như vậy. Do cái chất thải trong quá trình trao đổi chất của cơ thể bài tiết ra ngoài bị hạn chế thì nồng độ trong máu nó sẽ tăng cao và cái chất thải này làm cho tốc độ phá hủy toàn cầu tăng lên khiến toàn cầu bị phá hủy nhanh chóng hoặc là chúng ta có thể mất máu mãn tính qua đường tiết niệu. Radio giải tần 108 các bác nhá. Em sẽ dò đấy, một em Sony CVS VK660 có chỉnh nha quai đồng hàng này các này, đã chỉnh nha quai đây này. Giải tần 108 có cổng line, hai cửa băng cassette. Đấy, bên này thì hai cửa băng này đều em thấy đều chưa chạy đâu. Về các bác dọn cassette nhá. Đấy, ba cục này, loa của nó này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp luôn một em Sony ba cục này. Đấy. Hàng này nhiều hôm em thấy các bác đấu giá ở trên YouTube luôn các bác. Đấy. Những con Sony này em thấy các bác đấu giá luôn. Đấy, hình thức này. Đẹp như mới luôn. Đấy. Ba cục. Đấy, các xem nhìn qua hình thức của nó nhá. Hàng nguyên chất bãi đấy, nhưng mà đẹp như mới luôn. Một em Sony CFS VK660. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, mã này là mã số 487. Hôm nay em sẽ để cho các bác với giá là 2,5 triệu thôi. Đấy. Bác nào ưng thì liên hệ cho em nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp, một em Sony ba cục. Đây. Đây em sẽ lên cho các bác một em mono này, Hitachi. Hitachi TRK 5610 các bác nhá. Em này giải tần 108 này. Đấy, tình trạng này thì thiếu anten em cho anten các bác cho cái khác thôi. Chứ của nó thì em không rõ được đâu. Có thừa cái nào em cho. Đây cái nút này thì thiếu cái gạt, còn vẫn gạt bình thường các bác nhá. Thiếu cái rút ra rút vào thôi. Đấy. Tình trạng đấy, em báo cho các bác. Đây, em thử điện nào. Còn khá nhiều những cái thách thức để ẩn thực liên quan tới phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì văn hóa ẩm thực sẽ là mỏ vàng để phát triển du lịch nói riêng, quảng bá văn hóa quốc gia nói chung với bạn bè quốc tế. Vậy chúng ta cần làm gì để khai thác mỏ vàng và làm thế nào để quảng bá ẩm thực Việt Nam và lan tỏa ra quốc tế? Mời quý vị và các bạn và bà Vũ Tuyết Nhung cùng nghe ý kiến của một số chuyên gia.
mà phóng viên VOV2 ghi lại được. Đấy, một em Hitachi TRK 5610 giải tần 108 các bạn nhá. Đấy, tình trạng như em báo rồi. Đây. Bát radio thì ngon lành rồi. Cassette thì chưa chạy về cái bát dọn thôi. Mã này là mã số mã số 488 à. Mã số 488. Bát nào ưng thì em để với giá 700k thôi. Đấy. Đây, tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em này. Là một em Sanyo MR2900. Em này giải tần 90 các bác nhá. Em này thì đủ nút này, anten thì thiếu rồi, em cho các bác anten khác. Giải tần 90. Đấy. Hình thức còn ok các bác nhá. Đấy. Không nứt vỡ đâu. Đấy. Thử điện nào. Nhà em thì nó hơi nhiều thiết bị hỗ trợ ánh sáng để em quay video đấy các bác, nên là nó hơi khó dò một tí, nó chặn sóng à. Cassette thì em thấy chưa chạy. Về cái bác dọn thôi. Đấy, một em Sanyo MR2900. Đây hình thức đây. Còn đẹp các bác nhá. Đấy. Giải tần 90 thôi. Mã số này là mã số 489. 550k. Đấy. Đây, tiếp theo sẽ lên cho các bác một em này thì cực kỳ đẹp luôn này. Toshiba. Đủ nút, đủ anten cho các bác luôn này. Đẹp luôn này. Giải tần 90 nhá. Toshiba, nhỏ gọn xinh xắn. RT501F. Đấy, Toshiba RT501F. Hình thức còn quá ok luôn. Đây là kết quả của chính sách hướng đông của Nga sau khi gặp khó khăn trong quan hệ với các nước phương Tây xuất phát từ cuộc xung đột Ukraine. Nga và Trung Quốc từng đặt mục tiêu đạt kim ngạch song phương 200 tỷ đô la vào năm 2024, nhưng với đà tăng mạnh trong 3 quý vừa qua, mục tiêu này có thể đạt ngay trong năm nay. Đấy, một em Toshiba. Toshiba RT501F. Đấy, cassette thì chưa chạy, về các bác dọn nhá. Giải tần 90, radio thì bắt ngon lành rồi. Đấy, hình thức còn quá ok luôn. Nút niếc anten này đủ hết này, mặt nó cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Mã này là mã số 490. Bác nào mà ưng thì em để với giá là 750k. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, hôm nay em sẽ xả cho các bác một ít đài đen này này, đài dài 108, đài dài này này. Đấy. Đầu tiên đây này, em sẽ lên cho các bác em này là em Phaimatur RDW300. Đấy. Phaimatur 2 cửa băng. Đấy. Những dòng này thì em xả ấy thôi. Xả cho các bác. Canta, 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 canta
Đấy, radio giải tần 108 các bác nhá. Radio thì sống rồi. Các xe bên này thì chưa chạy, em thấy bên này có chạy em thử qua cho các bác thôi. Về các bác vẫn phải dọn dẹp nhá. Đấy. Đấy. Vẫn sống rồi. Về các bác dọn dẹp qua đi. Đấy. Một em Phai Ma Tư. Vòng đài dài giải tần 108 các bác nhá. Hình thức còn ok này, nút niếc anten đầy đủ hết này. Đấy, mã này là mã số 491. 390k. Đấy. Đây. Tiếp tục lên cho các bác một em này là một em Aiwa Z20 các bác nhá. Nút niếc anten đầy đủ hết này. Em này thì vuông cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, một cửa băng. Đấy. Giải tần 108 luôn các bác nhá. Đây, hình thức này. Aiwa Z20. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, để em thử điện cho các bác. Em này hình thức còn quá đẹp luôn các bạn. Đấy, về các bác lấy em này để nghe radio hay là trưng bày cũng cực kỳ đẹp nhé. Phổ biến ở tầng lớp lao động. Đây, sống luôn rồi này. Em này giải tần 108 các bác nhá. Đây em thử nhắc em cho các bác xem nào. Hy vọng rằng đó sẽ chỉ là bước đệm để có thể giúp cho vũ sản tên ngày càng phát triển hơn nữa, đánh dấu vị trí của mình trên các bảng xếp hạng. Để năm nay được pha trộn giữa R&B và nguyên tâm Việt Nam, bài hát được viết ra để thể hiện sự độc sản và muốn nói với các bạn gái rằng hãy tỉnh táo về hứa chất bán vào giọng tư đang tổ, hãy mạnh mẽ chấp nhận sự thật mình đã chọn sai người để dừng lại đúng lúc để không chịu người tổn thương. Có thể nói rằng với phần tên là gương mặt đấy, một em Aiwa Z20 hình thức cũng quá ok, nút niếc anten đầy đủ các bác nhá. Radio thì sống rồi, cassette thì chưa chạy, về các bác dọn dẹp đi. Đấy, giải tần 108 nhá. Mắt radio nét lắm các bạn. Đấy, mã này là mã số 492. 850k. Đấy. Các bác ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968634298 các bác nhá. Đấy. Bác xem video thì vui lòng cho xin một like, một chia sẻ nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho xin đăng ký kênh. Đây, tiếp theo sẽ lên cho các bác một em Aiwa CSVK31 này nhá. Dòng này cũng giải tần 108 này các bác này. Đấy. Những cái đài như này thì em xả cho các bác thôi. Đây là sống luôn rồi các bác nhá. Đấy, radio giải tần 108 thì sống rồi này. Cassette thì em thấy chạy một bên này, em thử cho các bác qua thôi. Đang này nhưng không ra tiếng. Đấy. Có chạy ấy, nhưng mà chưa thấy ra tiếng, về bác dọn dẹp nhá. Có chạy ấy, hình như do hay là do băng bên em không biết. Đấy. Nhưng mà radio thì giờ mà tần 108 thì bắt ngon rồi các anh này. Cassette thì chạy một bên này này, bên này thì về các bác dọn dẹp thôi. Đấy. Vòng này thì em xả cho các bác thôi. Mã này là mã số 493. 380k thôi. Đấy, 493 380.000. Các bác dòng này các bác chuyển khoản hết em bao ship cho các bác nữa thì tính ra là em xả lỗ chứ. Đây, em sẽ lên cho các bác một em này là một em Sony. Sony này là Sony CSVK30 đúng không? CSVK30. Đấy. Sony CSVK30 giải tần 108 này, hai cửa băng này. Nút điếc anten đầy đủ này các bác này. Đấy. Em thử điện cho các bác nhé.
Đấy, hàng bên em hàng nguyên chất bãi á, đây bẩn nút đây này, vẫn vào nhưng mà bẩn nút. Đấy, vẫn sống nữa các nhá, nhưng mà nó bị bẩn nút, cái volume to nhỏ này. Đây em này em thấy cassette chạy cả hai bên như này các này. Đấy, cassette bên này chạy này các này, nó bị bẩn nút này thôi. Về các bác bỏ ra các bác xịt tí giờ V7 vào ok luôn rồi các này. Đấy, cassette chạy bên này chạy nhá. Em thử cái này cho các bác xem. Đấy. Đấy, cassette chạy cả hai bên luôn các nhá. Đấy, chạy về các vẫn phải dọn dẹp thôi. Đấy, nó bị bẩn nút này thôi. Về các bác xịt tí giờ V7 vào. Quá ok luôn. Một em Sony CFS VK30 giải tần 1.8 các bác nhá. Radio thì vẫn sống đấy. Đây. Mã này là mã số 494. 494 700k thôi. Đấy. Các bác ưng mã nào liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0968 634298 các bác nhá. Đây, em sẽ lên cho các bác một mã cuối cùng của video ngày hôm nay. Đây. Một em Hitachi TRK 1220 các bác nhá. Em này giải tần 90 này. Nút niếc anten đủ này. Đấy. Cực kỳ nhỏ gọn luôn. Các bác phải lấy về nghe radio cực kỳ nét nhá. Em thử cho các bác xem nào. Tiến sĩ, năm 2012 anh đã có cho mình một phòng làm việc cùng tên. Năm 2017 tôi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn truyền bá văn hóa làm thuyền trưởng của hắn. Nhắc về cái tên làm thuyền trưởng, anh chia sẻ ngoài các yếu tố như tào nhã hay chỉnh cái đàn cổ, quan trọng hơn đây là cây đàn của người Việt Nam, nhất định phải có yếu tố Việt Nam. Nhưng mà riêng về nghệ nhân ẩm thực ấy, thì chưa nhiều à, và cũng có những cái khó khăn trong việc phong thân, những cái bà nội trợ tài năng ấy. Một em Hitachi TRK 1220 giả tần 90 này các bác này. Cassette thì chưa chạy nhá, về các bác dọn thôi. Còn radio thì bắt ngon lành rồi các bác nhá. Đấy, nút niếc anten của nó đủ hết này. Đẹp đấy các bạn, em này hình thức cũng quá ok đấy. Đấy, mã này là mã số cuối cùng 495. Mã số 495. 495. Em này thì em để với giá là 700k thôi. Đấy. Các bác xem video ưng được mã nào thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634298 các bác nhá. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like và một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. Đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo.